Giới thiệu bài hát đó là của Dạ bài bài hát đó là bài Người ở lại đưa đò, con của nhạc sĩ, của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Vậy con xin gửi tặng đến tất cả quý vị. Dạ, gửi. Dòng sông quên đưa tiền, thương người đi nên tròn nghiệp đưa đò. Con sông nào biết đường ra biển, sông nói dàn dừa giữa tâm tối, những con tim nô lệ bồi hồi gục đầu đêm biệt ly âm thầm đi giữa trời. Sông lệ xót sông nói khóc cho nhòa bóng tối, để lòng người chơi vơi những đôi mắt trông về từ bao la. Mẹ hiền nơi quê nhà trọn đời vẫn xót xa. Một thời chết huy hoàng, một thời sống đen tối, đã xui ai biết bỏ ngục đời. Mặt lạnh như dòng sông ôm hoài mong xa vời. Đường đường sống huy hoàng, chết tiêu tàn dưới nước. Dù hành trình lỡ bước, mơ sương trắng sẽ thành rừng san hô. Gạc loài tấp vô bờ, đời tàn theo giấc mơ. Quanh năm đưa đò, đưa người tìm tự do. Quanh năm đưa đò, con đò không bên xuân hạ, đò thu đông, đò bên ngoài, đò bên trong.
ta đưa bao nhiêu chuyện, ta đau bao nhiêu lần. Nhạc vàng xót trong mơ còn gợi thương và nhớ, nhắc ta ôm hy vọng mà chờ. Một ngày bao người đi sẽ về đây dừng cờ. Nhạc vàng hát su mơ, hát mong chờ mãi mãi. Lửa tù bốc cháy, có yêu tôi hát về giang đông bên. Tình người rất mặn nồng, lửa rực muôn tấm lòng. Quanh năm đưa đò, đưa người thì tự do. Quanh năm đưa đò, đưa người tìm tự do.